Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thuận của mình nha. Thì lâu quá rồi chưa có ra video nào hết trơn á. Do hiện tại mình đang gặp một chút công việc nhỏ nhỏ nha mọi người, nên bà con của kênh mình thông cảm. Thì qua xong cái đợt này thì mình sẽ làm video nhiều hơn và tích cực hơn, và những cái bài thuốc và chia sẻ về thanh long đến cho bà con để bà con có thể xem. Còn trong thời gian này thì mình hơi gặp trục trặc một chút vấn đề, thì mong mọi người thông cảm, đừng có bỏ tăng nha, hãy luôn thông cảm và luôn đồng hành cùng mà người con Bình Thuận. Thì nói chung là cũng lâu lâu rồi, thứ hai hàng tuần, cách một tuần á, thì mình có một cái livestream phát trực tiếp về cái tiết ngắt điện để cho mọi người xem. Còn mình không thể ra vườn mà quay video rồi như mọi khi những bài thuốc cho bà cho các bạn được, thì các bạn cũng hiểu nôm na là các bạn hiểu là như thế nào rồi. Chắc là mình gặp cái gì rồi thì mình mới không có ra ngoài được, thì chắc bà con đã hiểu. Thì hôm nay mình chia sẻ cho bà con một cái sản phẩm này, thì để bà con xịt ủ cành, xịt chung với lại những cái dòng mà ví dụ như chúng ta dây chúng ta bị yếu rồi đó, dây chúng ta đang nuôi trái mà bị yếu thì chúng ta phun cái thằng này lên thì cho trái nó lớn, rồi cho không dây, dây nó không bị suy sụp thì nó đạt. Còn cái gia tích thì chúng ta xịt, thì bà con nào đã xài gia tích rồi thì bà con cũng đã biết là nó ok như thế nào rồi. Thì nó phun được giai đoạn trái 10 ngày đổ về búp búp mà gỡ bằng đầu ngón tay cái này nè, là chúng ta bắt đầu phun gia tích. Một lần phun là một muỗng cơm thôi, muỗng nhỏ gì nè, muỗng nhỏ xúc muỗng bình 16 lít. Nó rất là mạnh, bà con đừng có nghĩ ồ một lẫm vậy mà có 16 lít thì nó loãng ít thuốc, không đâu. Nó rất là mạnh, bà con xịt cách nhau 7 ngày xịt một lần là nó mạnh cực kỳ luôn, dây nó xanh đen, nó cứng mặt. Còn chúng ta định kỳ chúng ta tưới 15 20 ngày gì đó chúng ta tưới gốc nó một lần. Thì một bao 25 kg gia tích thì chúng ta có thể tưới trong vòng được khoảng cỡ 600 trụ, nếu thanh long tơ 600 trụ. Còn thanh long mà dài dài chúng ta tưới khoảng cỡ 450 trụ là ok. Rễ tưới đúng mà liều lượng thì đúng khoảng cỡ 3 đến 4 ngày thôi, chúng ta ra giặt rơm ra là rễ ra trắng, rễ ra rất là đạt gia tích. Thì cũng có nhiều bà con á hỏi gia tích thì còn bán lẻ không, còn bán lẻ không thì mình cũng nói luôn là ngày xưa mình có bán lẻ, mà vì tình trạng là ít người mua quá, không có mua lẻ thường xuyên á, nên mình không bán nữa. Và dạo gần đây thì có nhiều bà con hỏi điện thoại tới hỏi nhiều quá, thì sẵn cái video này thì mình cũng nói luôn, thì mình sẽ bán lẻ lại, mình sẽ nhập phân về, mình sẽ bán lẻ lại là một lần là 5 kg là cho bà con nha. Bà con nào mà mua gia tích mua lẻ lần 5 kg hay 10 kg thì có thể liên hệ qua số điện thoại mình để trên màn hình, thì mình sẽ bỏ ra và mình sẽ gửi xuống cho mọi người nha. Rồi thì tiếp theo á, thì cái dòng mà mình muốn nói cho mọi người để xịt là dây ha, tưới gốc từ trái nó lớn. Những cái vườn ví dụ như chúng ta mà bị cái tình trạng thanh long mà trái 12 13 ngày nó hay bị cháy mấy cái tay đầu tay rồi đó, thì chúng ta làm cách nào để chúng ta xử lý? Thì cũng có nhiều cách, thì chúng ta có thể tưới thằng gia tích ha, tưới thằng gia tích, hoặc là chúng ta dùng như thế này nó rẻ tiền hơn, đó là dịch cá đạm cá ha, dịch cá biển thủy phân K10 nha, dịch cá K10 thì chúng ta 1 lít như thế này thì chúng ta cũng có thể tưới được cho khoảng cỡ 150 tới 200 trụ thanh long. Chúng ta pha loãng và chúng ta tưới, thì 1 lít thì tưới khoảng cỡ 150 trụ là ok. Thì 200 trụ thì nó hơi bị loãng, 150 trụ cứ định kỳ 10 tới 15 ngày mình tưới một lần. Còn nếu mà dây mà chúng ta đang nuôi trái non á, nuôi trái non cỡ chừng 15 ngày đổ về, dây yếu rồi, thì chúng ta có thể pha thằng này nè vào bình 16 lít, thì cứ một lần như vậy là 50 ml cho bình 16 lít. Chúng ta có thể pha chung với tất cả các loại thuốc, nhưng mình khuyến cáo bà con á, xịt cái thằng K10 này, đạm cá này thì nên xịt một mình thôi.
Tại vì đạm cá thì trong đó nó có cái mùi vị của cái vịt cá mọi người, thì nó thơm chứ không phải không thơm nhiều, hơi tanh tanh. Về cái vịt cá, cá thì nó phải tanh, chúng ta nên xịt riêng thì hay hơn. Chúng ta không, nó không không ngạt bét nha, thoải mái luôn, không có sợ ngạt bét. Thì cứ bà con nào muốn xịt thanh long mà cho nó dây đang nuôi trái mà bị cứng á, không biết tình trạng nào thì mua cái thằng này nè, K10 này, xịt lên, dịch đạm cá K10 nha. Nó rất là tốt, nói chung là mình tưới mà mình xịt, ngày xưa mình hay dùng nó lắm. Mà sau này cái cực cái mọi người, lúc thời gian trước là mình chưa có làm hệ thống bét á, thì mình hay tưới đó, cứ giác bình 16 lít và dùng bát đôi tưới xịt cho nó cực. 10 ngày giác là 10 ngày giác là giật quá mình bỏ, mình không có tưới. Thì sau này mình có làm hệ thống bát tưới đồ trên dưới thì bài bản thì mình có sử dụng lại. Thì rất là ok nha mọi người. Nó xanh lắm, dây thanh long nó xanh, nó không có thua gì thằng Gatix đâu. Thằng này nó không có thua gì thằng Gatix đâu. Nhưng mà điều có một cái là mình hay ngán nó, là mình ngán cái vấn đề là nó tanh đó mọi người. Nó tanh thì mình ngán ổng thôi, chứ còn mà xịt lên dây thì nó không có thua thằng Gatix. Nó không bao giờ thua thằng Gatix. Mà Gatix á, mà chúng ta xịt trái già, trái chậm mà cỡ chừng 10 15 16 ngày trở đi á, mà chúng ta xịt Gatix á, thì trái lòng của chúng ta nó bị sậm đen. Nó bị sậm đen nha bà con. Nó bị sậm đen, cái màu nó không được đẹp, không được sáng lắm, nó không có trắng màu như những cái dòng khác. Còn mà về cái vấn đề thằng vịt cá hồi này nè, chúng ta xài á, chúng ta xịt cho tới chín luôn cũng ok nữa. Nhưng mà chúng ta hạn chế như thế này nè, không nên xịt nó là vào giai đoạn trời mưa, cũng mùa mưa á, thì vịt cá hồi này cũng giống như là ông Gatix kia thôi. Chúng ta xịt lên nhiều quá nó dư đạm thì nó sẽ bị xanh trái nha, nó sẽ bị xanh trái. Còn mùa nắng, trời nắng như thế này thì chúng ta xịt ok luôn, xịt từ búp nhỏ cho tới chín. Chúng ta 7 ngày hay 10 ngày chúng ta phủ phủ đầu trụ lần, phủ đầu trụ, phủ nắm tắc kè đó, chúng ta đổ ông vô, chúng ta phủ luôn, xây xanh đã luôn. Bà con nào có điều kiện thì chúng ta phủ bằng cá tích, còn không có điều kiện thì chúng ta phủ bằng địch cá hồi này nè ha, 70.000 lít không, thoải mái luôn, tưới đã luôn. Dây chúng ta nó xanh, nó xanh mà xanh như lá phượng, xanh đen như lá phượng vậy. Còn bà con nào có điều kiện kiện khá giả hơn thì chúng ta dùng thằng Gatix 12 30 12 nha. Nhớ là cái dòng không phải là dòng nào cũng xịt lên trái, dòng nào cũng cũng được đâu nha. Cũng đúng cái dòng của nó là Gatix 12 30 12, là phun lên lá, phun lên dây để cho nó mập dây, tưới gốc cho ra rễ. Còn những cái dòng mà mình để nuôi trái là mình dùng thằng L15 30 rồi 15, hoặc là những cái dòng cao hàm lượng kali cao đồ lên cho nó trái lớn màu chín nhỏ đẹp. Cái còn ông 12 30 12 này á, là tác dụng của ông là chỉ có làm ra rễ và làm cho xanh mập dây thôi, chứ ông không có nuôi trái được đâu. Ông nuôi trái là phải lấy cái dòng khác ha. Còn mà dây cân dây yếu yếu á, mình muốn cho cái thích nhanh, ông dịch cá này giống như cái đồ vận chuyển nè, ông như một cái người vận chuyển đi rất là nhanh, lướt lên. Bà con nào ví dụ như mà có mầm á, mầm mà đang lúng nhú nhú lên, pha ông này chung thuốc nấm nó kè xịt lên, trời ơi cái cành nào cành nó xuống nó bè bè, cái cành bự bự chà bá lửa, nó mởn, nó đi nó mởn đó mọi người. Nhưng mà nó hơi tanh một xíu, tanh nhưng mà ngày xưa chứ còn bên đây là thơm, là thơm. Mình nói chung là mình ngán là ngán cái bát đi xịt thôi, chứ còn mà bà con có bét mà bét xè ra, chứ đâu phải như cái bét đập mà tạch 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 cái bét đó mà tưới thằng này cái nước đốt tiền á, thứ nào mà chịu nổi. Chỉ có những cái bét xè xè tròn nhuyễn thì chúng ta có thể phun thằng này nè. Còn chúng ta không không chơi điều đó thì không giác bình, chúng ta phun trụ là đảm bảo dây xanh mập đen luôn, nó y như Gatix vậy, nó không khác gì Gatix, nhưng nó rẻ hơn Gatix ở cái chỗ là nó chỉ có 70.000 một chai 1 lít rồi. 1 lít này tưới được cho 150 trụ, tưới 150 trụ. Còn ông Gatix thì nếu 1 kg Gatix thì chúng ta tưới khoảng cỡ chừng 100 trụ, khoảng cỡ 100 trụ là. Còn mà 1 kg Gatix mà để mà xịt lên dây thì cũng phải khoảng cỡ 20 bình. 20 bình thì ông này thì cũng khoảng cỡ 1 lít, ông được cỡ 10 bình đó, ông được 10 bình 16 lít. Còn ông kia khoảng cỡ được 20 bình 16 lít. Nói chung là hai thằng này là ok hết.
Đắk Lạt. Bà con nào chỗ bà con không có thằng gia tích thì bà con có thể mua thằng vịt cá hồi nè, K10. Nhớ là K10 nha mọi người. Tại vì sao bà con để ý đi, những cái dòng mà đạm cá khác á, khi mà nó có thương hiệu hợp quy đài bản và nó có mà được lên tem nhãn như thế này nè, thì chúng ta nên mua để chứ sao, để chúng ta nếu có lỗi hay sai gì chúng ta còn chụp đầu được cái số điện thoại ông công ty trong này chúng ta có thể điện được. Chứ còn bà con mà đi mua lằn can 30 40 lít không có biết cái nhãn mác nằm đâu hết, chai y như một cái can dầu vậy thôi, chứ để chúng ta bỏ lên hư là chúng ta điện cho ai, chúng ta cái người bán nó tắt máy một cái là rồi xong, thanh long bà con lên đường lên dĩa ngay ha. Còn mua những cái tem nhãn nó có sẵn như những cái chai như thế này nè, chúng ta xài nó là vịt cá thủy phân K10 nha bà con, nhớ là K10 nha, xài xịt dây rất là đạt. Còn cứ lại là bà con nào mà muốn mua ga tích thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình, hoặc là muốn mua cái dòng K10 này thì cũng liên hệ qua mình, nếu chỗ bà con không có thì mình có thể ship hàng xuống cho mọi người nha. Nó là 1 lít vậy là 70.000 nha mọi người, đó 1 lít 70.000, còn ga tích thì 1 kg là 60.000. Thì bà con nào có mua thì liên hệ qua mình sẽ ship xuống cho mọi người nha. Còn hiện tại thì mình chưa thể ra những cái video về thuốc men cho mọi người được, thì đợi qua khoảng cỡ chừng Tết Tây này qua thì mình sẽ đặt được video nhiều nhiều hơn, nên mong mọi người thông cảm nha, và hãy luôn đồng hành cùng kênh YouTube Người Con Bình Thường của mình nha. Còn bây giờ cuối video xin chúc bà con có một cái mùa xuân vui vẻ ha, Tết dương lịch là ăn Tết đẹp. Còn là tiếng ngắt điện thì bà con mình đủ điện khoảng cỡ 18 19 đêm thì có thể ngắt ngày 29 âm lịch ha, 29 âm lịch, hoặc là có thể ngắt vào những cái tiết ngày ví dụ như 30 mùng 1 mùng 2 mùng 3 nha, 29 30 mùng 1 mùng 2 mùng 3 là đều được nha mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại mọi người nha, chúc bà con một ngày làm việc thành công và vui vẻ, chào và hẹn lại.